Cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip thông báo hàng về của buổi tối ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2021. Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ ra mắt cho quý vị và các bạn một số các sản phẩm về trong buổi tối ngày hôm nay. Cửa hàng có về được 2 chiếc đài, 1 chiếc âm ni và những chiếc máy hút ẩm cập bến với cửa hàng. Vậy những vị khách hàng đang yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo những sản phẩm về trong ngày. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một về trong buổi tối ngày hôm nay cho quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Vâng, và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có rất nhiều các modem, từ những chiếc đài, những chiếc đầu câm, những chiếc âm ni và những chiếc đầu băng cối Akai và những cặp loa danh giá đến từ đất nước Nhật, Mỹ, Anh. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đi chi tiết từ phải sang trái cho quý vị và các bạn có thể biết những chiếc máy hút ẩm trong thời gian gần đây rất là hot, được rất nhiều những vị khách hàng quan tâm. Thì ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tiếp tục cập nhật những chiếc máy hút ẩm VIP chân voi cập bến với cửa hàng. Chiếc số 13 thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã lên số và chiếc này là của hãng Sharp, có dung tích hút là 20 lít trên một ngày. 20 lít trên một ngày vẫn còn đây. Và chiếc số 45. Chiếc số 45 này thì có dung tích hút là 16 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Chỉ có duy nhất một chiếc máy Corolla mang mã số 46 thì có dung tích hút là 10 lít trên một ngày và chạy điện 100V nhé. Và chạy điện 100V ạ. Vâng, và những chiếc đĩa than thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn có, như chiếc này là Thiên Kim Anh Còn Nợ Em này. Chiếc này thì giá 1,2 triệu này. Tiếp theo thì đến chiếc Khánh Ni Trịnh Công Sơn Còn Tuổi Lào Cho Em. Và chiếc Mưa Lửa Đêm. Xin lỗi, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Chiếc này thì giá 1,350,000. Và chiếc Mộng Ước Đôi Ta của Chế Linh. Và tiếp theo thì Ngày Đó Xa Rồi, Đôi Song Ca Giao Linh Tuấn Vũ, giá 1,3 triệu. Và Lệ Quyên. Chiếc này thì của Mỹ Ninh, 900,000. Tiếp theo thì Bằng Kiều Mắt. Mắt Biếc 1,2 triệu nha. Chiếc này là của, chiếc này là 2 chiếc ạ. Sài Gòn Biển Nhớ Khánh Ni Trịnh Công Sơn. Và chiếc này thì giá là 1,000,000 này. Bảo Quốc. Càng sẽ quay chậm, quý vị và các bạn có thể chụp lại màn hình. Bao giờ em quên. Ngọc Anh Cảm Ơn Người Tình 1,250,000. Và Kỷ Niệm có Ngọc Tuấn, Ý Lan, Khánh Hà, Vũ Khanh, Thái Hiền, Thiên Phượng, Thùy Dương và Thái Thảo 1,2 triệu. Như Quỳnh Duyên Kiếp, Như Quỳnh Tuyệt Phẩm Song Ca giá 1,2 triệu. Và Tình Khúc Trúc Phương Mưa Lửa Đêm 1,2 triệu. Và cuốn cuối cùng là một chiếc đĩa cuối cùng là Nguyễn Ánh Quỳnh Nan Cô Đơn, Nguyễn Ánh 9.
Vâng, vậy cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có một số những chiếc đĩa than thì cửa hàng cũng sẽ quay cho quý vị và các bạn biết chương trình. Vâng, và tiếp theo những chiếc máy hút ẩm cập bến trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có về được một chiếc thì được hai chiếc thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng đã test cho khách hàng rồi. Chiếc 47 nhé, thì đây là chiếc 48 vẫn còn bên cửa hàng và hôm nay về tiếp là 49, 50, 51. Đây là những chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsu, đều là những chiếc máy hút khỏe, chạy êm. Vâng, với những dòng hút ẩm Mitsu thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy những chiếc Mitsu chân voi trong thời gian gần đây rất là hot và cũng rất hiếm hàng, mà cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất là vui mừng khi mua được những sản phẩm là những chiếc máy hút ẩm chân voi như thế này, rất là quý hiếm. Mang mã số 48, ba chiếc này thì đều có dung tích hút là 48, 49, 50. Đều có dung tích hút là 22,5 lít trên một ngày và chạy điện 220V nhá. Và cửa hàng sẽ quay chi tiết từng chiếc một. Đây là chiếc số 48 này. Tiếp theo đến chiếc 49 này. Tất cả hoạt động ok, hoàn hảo và đẹp zin. Số 50. Và tiếp theo đến một chiếc số 51. Chiếc số 51 này thì có dung tích hút là 10. Mười... 16 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Chiếc này thì mang mã số 51. Vậy trong ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Hạnh tiếp tục cập nhật hai chiếc nữa và hai chiếc về trong ngày hôm qua thì một chiếc cũng đã có chủ cửa hàng test trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Vậy ba chiếc máy Mitsu chân voi đang có mặt tại cửa hàng mang mã số 48, 49, 50 và 51. Thì chiếc 51 là một chiếc Mitsu mỏng nhé. Hút 16 lít trên một ngày. Nhưng hình dáng thì nó mỏng thanh hơn. Vâng, đây là những chiếc máy được cửa hàng âm thanh Lê Hạnh lựa chọn và cho quý khách, phục vụ quý khách là trưng bày cũng ok. Và sử dụng phòng khách, phòng phơi đồ rất là tốt nhé. Vâng, và bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì vẫn có những chiếc đài radio. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy phía sau thì có những chiếc đài 1980 và những chiếc đài Toshiba. Phía sau nữa thì có hai chiếc đài giống nhau, kia là hai chiếc đài 308 Latina. Vâng, vậy clip của ngày hôm nay cửa hàng sẽ thông báo những sản phẩm về của buổi tối ngày hôm nay thôi. Trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một chiếc đài Toshiba. Chiếc đài này thì cũng rất ít có về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh, nhưng ngày hôm nay về với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh một chiếc đài rất đẹp của hãng Toshiba. Model của chiếc đài này là RTS87. Đây ạ, RTS87 AM/FM Stereo Radio. Dây nguồn này còn zin mềm nhũn luôn ạ. Và tất cả thì gông còn sáng đẹp nhá. Chiếc đài này thì được thiết kế rất là cân đối. Các bác có thể nhìn thấy hai loa hai bên và được thiết kế cửa băng cassette ở cửa 1 và cửa 2. Rất đẹp luôn. Và các bác có thể nhìn thấy từ lúm nút của sản phẩm không có bị rôm. Sắt mẻ thì không có luôn. Rất đẹp nhá. Đây là chiếc đài Toshiba về với cửa hàng trong ngày hôm nay. Và mức tiền thì của sản phẩm thì cũng rất là hợp lý. Modem là RTS87 nhá. S87 duy nhất có một chiếc thôi ạ. Vâng, và cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì có về được bộ chia AV, thì chỉ còn từng này bộ chia AV 2 bộ lúc man. Ngày hôm qua về tiếp một bộ và hôm trước có một bộ, và tại thời điểm này cửa hàng còn 2 bộ Sony. Và những bộ chia AV như thế này thì các bác sử dụng được rất nhiều sản phẩm như những chiếc đầu CD, những chiếc âm ni thì các bác có thể cắm vào đường ra đường vào được rất nhiều thiết bị luôn nhé. Vâng, tiếp theo thì đến một siêu phẩm mà quý khách hàng rất là chờ đợi và mong ngóng, đến những chiếc đài sáp
danh giá như dòng sáp QT88. QT88 có gam màu đỏ thì trong thời điểm như vừa rồi, cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh cũng đang rất là nhỡ hàng. Thỉnh thoảng có về với cửa hàng được một chiếc và có những vị khách hàng đã chốt luôn và ngay. Thì ngày hôm nay tiếp tục cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh cập nhật một chiếc đài QT88. Mà những vị khách hàng đã nghe những chiếc đài QT88 thì các bác có thể biết là đây là một siêu phẩm. Một siêu phẩm cũng không dễ kiếm tìm, và để lựa chọn được những chiếc đẹp như thế này mới là hiếm. Còn những chiếc có mức tiền tầm trung hoặc là xấu hơn một chút, rẻ hơn một chút thì thị trường không thiếu ạ. Nhưng để lựa chọn được những sản phẩm đẹp như thế này thì mới là hiếm ạ. Vâng, cửa hàng sẽ đi chi tiết để gửi tới quý vị và các bạn ở clip thông báo hàng về này. Một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ, siêu xuất sắc luôn. Vâng, các bác có thể nhìn thấy đây. Vâng, cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh thì quay clip rất là thực tế. Các bác có thể về trực tiếp cửa hàng, cũng như vị khách hàng của ngày hôm nay về trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng bóc cho bác xem một chiếc đài GF3 số 7 còn nguyên thùng xốp ở phía trong này. Chiếc đài sáp GF3 số 7 còn nguyên thùng xốp ở trong này. Thì bác khách hàng có bảo là sản phẩm thực sự là quá đẹp như cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh quảng cáo như thế nào, thì các bác về trực tiếp cửa hàng ở đây các bác cũng đã được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn sản phẩm nhé. Vâng, chiếc đài QT88 có gam màu đỏ về trong ngày hôm nay, một siêu phẩm xuất sắc đẹp tuyệt vời. Các bác có thể nhìn thấy lúm đút của sản phẩm không hề bị rôm, rất sáng đẹp đều màu, màu đỏ tươi rất đẹp luôn. Vâng, chỉ cần lau qua một chút cái lọ lau vệ sinh ô tô ấy là rất là sạch luôn nha các bác nhé. Tuyệt đẹp, bóng khứ luôn này. Gông thì không hề bị rôm. Chép và màng bát cũng vậy. Vâng, đây là một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ tại thời điểm như bây giờ. Để lựa chọn những chiếc đẹp như thế này rất rất hiếm nha. Có duy nhất một chiếc thôi, bác nào nhanh tay nhất thì sẽ sở hữu được sản phẩm. Tiếp theo sản phẩm nữa về trong buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh có về được một chiếc Omni Acouphase E305V. Đặc biệt nhất thì từ trước tới giờ cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh cũng đã có những chiếc Omni Acouphase E305V, nhưng chưa chiếc nào mà chiếc thùng nó còn mới như thế này, đẹp như thế này. Và đây là một sản phẩm lưu kho chưa qua sử dụng. Một chiếc Omni Acouphase E305V mới chưa qua sử dụng. Vâng, giá trị của sản phẩm thì chắc hẳn sẽ cao hơn bình thường rồi. Bởi vì sản phẩm này còn nguyên thùng hộp đầy đủ phụ kiện đi kèm. Và cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh cũng không cần phải bóc xốp ra nữa. Bởi vì sản phẩm nó quá đẹp rồi. Còn bên cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh thì vẫn còn một chiếc ở phía trong kia không thùng nhá. Không thùng thì có giá dưới 59 triệu. Và đây là một chiếc Omni Acouphase E305V, hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh sẽ bóc thùng cho quý vị và các bạn có thể được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn chiếc Omni Acouphase E305V này. Vâng, đây là một siêu phẩm hiếm tìm luôn. 305V thì đời nó có hơi sâu hơn. Tất cả thì zin đẹp, các bác có thể nhìn thấy thùng hộp của sản phẩm đây. Mới đét luôn, chưa qua sử dụng. Đây, các bác có thể nhìn thấy dây nguồn vẫn còn được bọc ở trong cái túi xốp này. Và cắp tono đây. Mới chưa ạ? Không cần phải bóc ra đâu nhá. Bóc ra nó lại dính bụi vào. Thì cửa hàng sẽ để nguyên ở trong thùng như thế này. Bác khách hàng nào mà quan tâm thực sự đến sản phẩm này thì có thể về trực tiếp cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh để chốt đơn. Hoặc những vị khách hàng mà ở xa không về trực tiếp được với cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh thì có thể ship code, cũng như là liên hệ với cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh thì để cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh gửi hàng cho khách hàng.
để lựa chọn được một chiếc Omni Acophone E305V đời sâu như thế này mà các bác lựa chọn được một chiếc chưa qua sử dụng thì cực kỳ là hiếm luôn nhá. Và điều khiển thì đây, cũng khỏi cần phải bóc luôn. Mới toanh này. Vâng, mặt thì ở phần đây rồi. Các bác nhìn thấy từ cái tấm áo để bảo vệ sản phẩm này và từ xốp thôi, các bác nhìn thấy nó đã chất lượng như thế nào rồi. Từ quyển cartono và từ cái túi nylon. Vâng, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin khẳng định với quý vị và các bạn, cửa hàng chưa từng gặp một chiếc nào như thế này đâu ạ. Đây là chiếc duy nhất và cũng là chiếc đầu tiên cập bến với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh mà còn chiếc thùng đẹp mới như thế này, chưa qua sử dụng nha các bác nhé. Quá là yêu luôn, và giá trị nó có đắt hơn thì các bác cũng cố gắng sở hữu sản phẩm này. Vâng, với những dòng loa Tannoy mà như Aden 3828 hoặc những dòng loa các bác có thể phối ghép với chiếc Omni Acophone 305V này thì tuyệt đỉnh luôn đấy ạ. Xuất sắc như nó luôn. Chất âm thì đẳng cấp rồi, với dòng Acophone và những chiếc Omni Nuckman, những chiếc Omni Acophone E305V này phối hợp với những cặp loa Tannoy thì quá là đình đám rồi nhá. Vâng, và bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì phía sau vẫn còn chiếc 305V và những chiếc đầu băng cối như 635, 646 đa cầu này, 747 màu đen, 747 DBX màu đen, 635D, 636 và đồ 1000 khủng. Cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh vẫn đủ và sẵn hàng cho quý vị và các bạn. Và đây là một chiếc mâm than micro BN101 siêu hiếm và siêu đẹp như thế này. Và những chiếc đài sáp V2 thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh vẫn có hàng đây. Cửa hàng tiếp tục cập nhật được hai cuốn băng nữa. Và bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì cửa hàng đang để ở trong phía gầm này là một cuốn Hoài Niệm Mặc Thủy, thì cũng như cuốn này Hoài Niệm 5 và Bonero chọn nọc này. Vâng, hôm trước thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh chính thức là đặt vé cho khách, nhưng mà bác khách hàng có địa chỉ ở Cầu Giấy đã chốt một cuốn, thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh về tiếp để trả cho khách hàng hai cuốn hôm trước đây, Bolero Thúy Hà này. Vâng, và cuốn này là cuốn Giao Linh Tuấn Vũ Hương Lan Thanh Tuyền, cuốn này cũng của khách đặt nhá. Và năm cuốn băng này thì năm cuốn băng Mắc Sen là ghi cho khách hàng. Vâng, bác khách hàng mà ngày hôm trước cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đã bán của bác đã chuyển cho cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh 200 triệu. Anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội cũng chuyển cho cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh 200 triệu để bác đã đặt vừa băng vừa 635 vừa 747 DBX vừa là Omni Sansui 9090 DB. Và còn những bộ kệ mà bác đã chốt bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì chưa về. Và sản phẩm về đủ thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh sẽ chờ chiếc Omni Sansui 9090 DB về thì cửa hàng sẽ giả cho anh nhé. Vâng, vậy clip này cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cũng giới thiệu tới quý vị và các bạn những siêu phẩm cập bến trong ngày hôm nay có độ đẹp xuất sắc như thế nào rồi. Vậy những vị khách hàng có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo những sản phẩm về trong ngày. Và những sản phẩm gì đã được những vị khách hàng chốt đơn thì quý khách hàng dễ dàng theo dõi và lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, clip này cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.